Ờ, đây không nhận được thông báo luôn, trời ơi. Tắt chưa anh? Tắt mới chế vào giùm em đây coi. Không tắt được nữa, em tạm rồi. Em tắt thì coi được không? Tạm rồi, cũng tạm rồi. Lấy lên nick em tắt. Nick em bị chặn ấy. Nick em tắt bị chặn hả? Nick anh, nick anh. Nick anh cũng bị chặn luôn rồi. Nick anh còn nguy chặn chia sẻ tới 10 giờ tối hôm nay này. Hello chị nhà Trang. Chào Nhi Eli nha. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi vô chia sẻ livestream giúp em nha. Bị chặn nữa chứ. Chào chị Huỳnh Kim Mai. Mấy chị ơi, chị nào vô rồi xe livestream giúp em đi mấy chị. Xe mạnh tay, xe nhiệt tình giúp em nha. Xe thật là mạnh tay vô nha mấy chị nha. Hello. Chào mấy chị nha. Không thấy thông báo gì hết em ơi. Có thông báo mà. Thấy. Có khi nào chặn Facebook còn nó bị chặn nó bị cái gì nó không có. Chặn vụ gì? Vụ tắt tắt tên nó. Không chẳng biết nữa. Hôm nay anh Táp bị chặn luôn hả? Chào Kiều Nguyễn nè, chào Thùy Trang. Táp cũng không cho trời. Chào Thủy Tiên nha. Thôi khỏi. Mấy chị ơi, chị nào vô rồi xe livestream giúp em nha. Mấy chị xe livestream nhận quà đầu like nha mấy chị nha. Nhờ mấy chị xe livestream thôi. Facebook cho nó chặn mọi thứ của em rồi. Bây giờ Táp nhắc mấy chế vô like cũng không nhắc được luôn. Giờ nhắc cũng không nhắc được. Mà giờ thông báo cũng không thông báo luôn. Đó. Vậy chế nào mà chưa chia sẻ, chế nào mà không nhờ thông báo á, mà vô biết em like rồi thì share livestream liền giúp em nha. Em sẽ có món quà rất là xinh đẹp tặng cho mấy chế luôn. Mấy chế share livestream nhiệt tình giúp em nha. Xem mạnh tay đi mấy chị ơi, xem mạnh tay nha, tặng quà đầu like nha. Đây. Đầu like tặng cái gì cho mấy chị đây ha? Tặng đi đẹp đẹp nha. Kiếm đồ tặng thật đẹp cho mấy chị nha. Xe lai mặt tay nha mấy chị ơi. Xe nhiệt tình, xe mặt tay luôn. Xe tới tấp luôn nha mấy chị. Xe tới tấp luôn. Đây tặng quà cho mấy chị nha. Xe lai tặng quà mấy chị yêu ơi. Xe lai tặng quà nha. Dạo này Facebook khó khăn lắm. Ồ. Mấy chị xe hai lần cho cá nhân cho em nha. Xe lần cho cá nhân cho em. Chị nào đang coi nhớ xe hai lần cho cá nhân cho em nha. Xe nhiệt tình lên 150 view em bắt đầu tặng quà mấy chị ha. Mấy chị như thường lệ là xe nhiệt tình lên 150 view em bắt đầu tặng quà nha. Chào Nấm Lùng nè. Chào chị Sa Mốc nè. Mấy chị ơi, chị nào chia sẻ livestream được cho em vô xe livestream liền giúp em nha. Xe livestream liền giúp em ha mấy chị ha. Chào Tika Vũ nè, chào bạn Lê Nguyên nha. Hôm nay em có chương trình vẫn tối nay là tối cuối cùng tri ân chương trình là 20 tháng 10, 20 tháng 11 nha mấy chị. Chị nào mà thầy cô giáo mà chưa có đủ đơn á, chưa có đủ 200k thì mình nhớ vô mua đủ đơn 200k để được free ship và được tặng kèm son dưỡng môi nha. Đối với cô giáo thôi nha mấy chị. Đối với cô giáo thôi nha. Ủa? Có nhận thông báo rồi nè. Có nhận được thông báo nè. Cái gì vậy? Đăng trong thời gian à. Cái này nhận hồi thông báo từ hồi tối hôm qua. Ờ. Anh đó đã chặn rồi anh còn làm chứ gì. Của anh mà. Thôi đừng có làm nữa. Mấy chị ơi, share like mạnh tay cho em. Mấy chị ơi, lên 150 view nha. Share like mạnh tay lên 150 view nha mấy chị nha. Xe nhiệt tình giúp em đi. Xe nhiệt tình, xe mạnh tay nha. Xe mạnh tay giúp em ha. Xe mạnh tay mấy chị ơi. Xe nhiệt tình vô. Tặng quà luôn. Tặng quà luôn nha. Gần được rồi mấy chị ơi. Gần được 150 view rồi nha. Rồi được 150 view rồi. Lên 150 view em bắt đầu tặng nha mấy chị. Tặng liên tiếp hai món quà đầu like nha. Tặng hai món quà đầu like rất là xinh luôn. Đào xăm em mình chẳng mì. Đó, thấy comment lên nhưng không có tắt được ai đâu. Không có nhắc được ai đó. Mới thấy Kiều Nguyệt chia sẻ lại được. Chỗ chẳng từ bữa đến giờ bây giờ mới chia sẻ lại được luôn đó hả? Dạ mang vậy. Thiệt tình luôn á.
Rồi xem mình tay lên 150 view mấy chị nha, mới 100 view thôi. Xem mình tay giúp em nha, lên quà này, lên quà hấp dẫn lắm, đúng 150 view em tặng quà mấy chị ha. Đúng 150 view tặng quà nha. Mấy chị xem mình tay giúp em nha, xe hai lần trang cá nhân và xe lên hội nhóm giúp em. Hôm nay em sale banh nóc nhà lầu luôn, sale nhiệt tình luôn, sale mà không còn gì để sale luôn nha mấy chị nha. Đó, nhưng mà nhớ áp dụng xe live stream giúp em hai lần cho cá nhân và ít nhất 3 lần hội nhóm, 3 đến 5 lần hội nhóm mấy chị ha. Đặc biệt hôm nay em sẽ có luôn hai phần quà dành cho chế nào chia sẻ live stream nhiều nhất và chia sẻ live stream nhiều nhì nha. Đó, xong đêm nay em hứa là em offline một cái em up lên luôn là ngày hôm qua. Ở ngày hôm kia chứ hôm qua không có chia sẻ, ngày hôm kia và hôm nay nha, là hai ngày ha, là hai ngày chia sẻ nhiều nhất tặng quà đó. Em công bố hai like mấy chị ha, dành cho chế nào chia sẻ nhiều nhất và chia sẻ nhiều nhì nha, riêng ngày hôm nay nha. Và đặc biệt hôm nay có chương trình tri ân cho thầy cô giáo chị nào á mà là cô giáo á thì nhớ là tiến ở inbox điện danh cho em. Ở đơn hàng từ 200 ngàn trở lên là em sẽ free ship và đồng thời tặng một son dưỡng môi nha, tặng một cái dòng dưỡng môi rất là hình hoa hồng, rất là dễ thương luôn ha. Kiều Nguyễn, chị Nguyễn nhắn với chị khổ lắm mà. Ở đầm chị mặc ngọc một vừa, ngọc nó hơi ôm ha, nó hơi nhỏ, cái này ngọc một vừa nè. Đầm mở hàng cho chị luôn đi Ngọc, mở hàng cho chị luôn đó, sale cho Ngọc 95k thôi nha, sale 95k thôi, comment liền cho chế là mã là mã không đi. Ngọc mở hàng cho chế cái đầm này nha, mã không, chốt mã không cho chế đi. Đây đầm này nó nhỏ xíu à, chắc Ngọc mặc đẹp á. Rồi, lên quà tặng nha mấy chị ơi, lên quà tặng cho mấy chị nha. Lên quà tặng này vừa tặng vừa sale nha. Chị áp dụng chế nào xe live stream thôi. Chị áp dụng xe live stream thôi nha mấy chị nha. Nhớ là chị áp dụng xe live stream thôi nha. Rồi em lên đồ đây, lên đồ đây, lên đồ sale tặng cho mấy chị đây. Lên đồ sale tặng luôn nha. Đây tặng một em áo kiểu đầu tiên đi. Tặng một em áo kiểu xinh đẹp đầu tiên nha. Tặng một em áo kiểu xinh đẹp đầu tiên nha. Đây chị ơn màu áo kiểu xinh đẹp này em tặng nha mấy chị nha. Đó, lên được 150 view rồi nè. Đó, mấy chị tiếp tục chia sẻ live stream giúp cho em đi. Nhớ là chị nào có chia sẻ mới tặng quà thôi ha. Rồi chị nào cô giáo á, được nhiều chương trình hấp dẫn như vậy thì nhớ sẽ live stream mạnh tay ủng hộ em nha. Rồi comment cho em mà tặng kèm số điện thoại mấy chị nha. Tặng cho người comment lên đầu tiên ha. Tặng cho người comment lên đầu tiên. Comment mà tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Mà tặng nha mấy chị, mà tặng. Đó. Comment mà tặng đi mấy chị ơi. 3 tháng 1 năm 1957. Mà tặng giúp em, mà tặng. Mà tặng kèm xin thoại cho em nha. Xe like mạnh tay mấy chị ơi, xe like mạnh tay và điểm danh cho em nha. Chế nào chia sẻ rồi điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Chế nào chia sẻ rồi comment mà đã chia sẻ cho em nha. Lê Thị Bích Thảo, Phường Chứng Minh Nhân Dân. Chị hả? 2735116 4. 2735. Rồi, tặng cho người 2, comment 7, đầu 3, tiên 5. Này. Người comment đầu 3, 1, 6, tiên, 6, 6, người 6, comment 4. Đầu tiên đó chính là chị Kiều Phụng. Chị Kiều Phụng đôi là 304 nha. Kiều Phụng ơi, Kiều Phụng nhớ để lại cho em thêm địa chỉ và đồng thời có đơn hàng giùm em nha. Quà tặng, bên shop em quy định quà tặng là phải kèm đơn chị nha. Kèm đơn cho em mua bất cứ cái gì cũng được hết, mình sẽ có kèm một món cho em là ok rồi, em sẽ gửi quà tặng nha. Rồi tặng này cho Kiều Phụng này. Ừ, tuần này tặng năm thân không? Chồng ơi, chồng quăng cái bút đây chồng. Chồng, quăng cái bút đây. Rồi tặng cho Kiều Phụng ha. Mấy chị ơi tiếp tục chia sẻ live stream tặng tiếp nha, tặng tiếp. Tặng tiếp nè. Tặng cho Kiều Phụng nè. Rồi tặng tiếp nha mấy chị ơi, tặng tiếp nha. Comment nhiệt tình lên đi mấy chị, comment nhiệt tình lên chia sẻ mạnh tay giúp em nha, tặng tiếp nha. Rồi tiếp tục. Comment cho em mã 1000 kèm số điện thoại tặng cho người comment lần thứ 3. Mã 1000 kèm số điện thoại cho em tặng cho người comment lần thứ 3 nhé. Áo cực đẹp nha mấy chị, áo đẹp ngất ngây luôn. Áo đẹp ngất ngây gà tây luôn. Sao sao sao. Sao ơi. Duyên quá vậy. Bây giờ nó đi vậy thì không đi. Rồi. Nó mới mà 1000 kèm số điện thoại cho em này. Ok Nguyễn Ngọc ha, cho Nguyễn Ngọc mở hàng cái đầm xinh đẹp này nha. Tính là chế có chế thấy đầm này là nó nhỏ nhỏ mà hơi ôm. Rồi, mà 1000 tặng cho người comment thứ 3 này. Mà 1000 tặng người comment thứ 3. Nhiêu Phạm 1 này. Nhiêu Phạm là người comment lên 1 này. Rồi.
Nhiêu Phạm 1, Kiều Phụng 2, Đào Sâm 3. Bằng cái Đào Sâm nha. Đào Sâm chia sẻ chưa? Anh Điệp, anh kiểm tra chia sẻ giúp em luôn nha nha. Kiểm tra người đầu tiên là chị Kiều Phụng, thứ hai là Đào Sâm nha. Không vô coi like được. Quái. Không biết. Điện thoại nè. Phần mềm đâu, sao mở phần mềm ra? Mở rồi mà nó chạy không nổi nè. Đào Sâm do màn hả? Không biết sao. Đào Sâm 684 ha, tặng cái Đào Sâm này. Đào Sâm chia sẻ chưa ạ? Mấy chị nhớ cho em là sau khi mà em livestream xong á thì em sẽ kiểm tra những chị nào mà chưa chia sẻ là em sẽ lấy lại quà nha. Em không có tặng quà được đâu nha mấy chị. Cho nên mấy chị nhớ là mình nhận quà mình nhớ chia sẻ giúp em nha, chia sẻ bằng tay giúp em ha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, lên đồ tiếp. Hôm nay sale banh nóc luôn nha mấy chị. Hôm nay sale banh nóc luôn. Cho nên chị nào mà chưa chia sẻ nhớ chia sẻ giùm em nha, chia sẻ bằng tay giúp em ha. Ở cái hôm nay là em vừa sale vừa tặng quà mấy chị ha. Rồi, em áo xinh đẹp em đang cầm mấy chị ha. Áo xinh đẹp đang cầm luôn. 1m6 này 60 cân mau ok luôn nha mấy chị, hàng Hồng Kông ha. Đây, rất là dễ thương như thế này nha mấy chị. Rồi chị nào ưng cái áo em đang cầm, ưng áo em đang cầm comment cho em ở 29. Em sale luôn cho mấy chị 29k. Chị áp dụng chế nào sale livestream nữa ha. Nhớ là sale livestream giúp em 29k. Nhớ là sale livestream mạnh tay giúp em nha, hai lần trang cá nhân và ba lần hội nhóm giúp em nha. Rồi 29k comment mà 29 giúp em này. 29k comment mà 29 nha các chị yêu ơi. Comment mà 29 giúp em nè. 29k ha. 29k giúp em. Đó, xem mình tay đồ like nha. Nhớ là em xem mình like đồ tay. chia sẻ mình tay giúp em với chị. 29k cho chị Yumi nha. 29k Yumi. Mấy chị ơi, màn hình tối không thấy được hay sao? Có chế nào thấy em đang like không à? Có chế nào mà thấy em đang like không? Nó kỳ quá. Thấy mấy chế mà đang xem mà không ai comment vậy ta? Mấy chị ơi chấm chấm lên đi mấy chị. Chấm chấm lên đi. Chị nào đang thấy em, chị đang thấy em like thì nhớ chấm lên giúp em nha, để em biết mấy chị đang thấy nha. Tại vì màn hôm nay là thấy nhiều chế bị đen thui màn hình, nó không có coi được. Chế nào mà thấy em like nha, đang thấy em like, đang thấy màn hình thấy đàng hoàng á thì chấm lên cho em hay nha. Chấm lên cho em hay mấy chị ha. Rồi 29k cho Yumi nè. 29k cho Yumi nè. Yumi 29k nha. Cho Yumi 29k. Rồi tiếp nha mấy chị. Xe like mạnh tay mấy chị yêu ơi, xe like cho em. Chào chị Hình Vinh, thấy nè, ok thấy. Hello, em chỉ nhận, hai em chỉ nhận đồ rồi nha. Ok, cảm ơn chị Hình Vinh nha. Rồi mẫu này mấy chị ơi, một cái dùm xinh xắn đáng yêu, rất là xinh đẹp luôn ha. Thôi quên, sorry chị. Một sáng kêu về gọi để điện cho chị nhận số tài xe cho chị mà. Có cho chị nhận đồ rồi. Chúng gọi cho chị xong mà báo cho chị xong rồi. Đi qua nhắn thì. Rồi em này nha mấy chị, em này xinh xắn đáng yêu luôn, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn ha em Dung nhé. Một em Dung cực kỳ xinh đẹp luôn. Màu neo của nó tầm 1m6-50 cân đổ về ha. 1m6-50 cân đổ về. Chị nào ưng cái Dung này comment cho em mà của nó mà sọc nha mấy chị. Mà sọc mà sọc. 1m6-50 cân đổ về. Eo 70 đổ về nha. Em này em đặt 70 đổ về. Đằng sau có cục nơ và hai bên này cánh ti như vậy, cực kỳ xinh đẹp luôn. Chị nào ưng cái Dung này comment mà sọc cho em. Mà sọc siêu đồ like cho mấy chị, giá siêu rẻ nha mấy chị ơi. Xeo với giá chỉ có 80k thôi. Chị nào lấy chốt mà 80 cho em nha. Xeo đồ like với giá chỉ 80k. Comment mà 80 luôn cho em nè. Mà 80, chốt 80 cho em luôn nè. Mà 80 nha mấy chị yêu ơi. Mấy chị comment nhiệt tình lên. Không thôi là chầm tay là bị mấy chế giật hết đồ đó nha. Bị chầm tay là bị giật hết đồ luôn á. Rồi 80 cho ai đây? Mà 80 cho ai đây? 80 nha, 80k ha. 80k. Hello, hello mấy chế, hello Mimi. Mấy chế vô chia sẻ livestream giúp em đi. Vô xe livestream giúp em nha. Kỳ á. Hello. Màn em này lắc quá trời vậy hả? Kỳ quá nha anh ơi. Ốp vô lại hả? Không biết. Mấy chế không có thấy, mấy chế chắc lên em không có thấy nè. Anh xét lại rồi luôn rồi nhưng mà cũng không thấy. Kỳ chơi. Kỳ vậy ta. Rồi 80k, sọc 80k. 80 cho Yumi nha, 80 chốt cho Yumi nè. 80 chốt cho Yumi ha. Thấy Yumi nha. Trời sao mà lát chứ quá trời. Không vô được đúng hả? Thoát vô lại đi chị. Ok để em thoát vô lại nha. Thôi em thoát vô lại đi nha. Nè
Không phải nhưng mà mình á. Hả? Thì do màn nhà mình. Thì để em thấy anh vô lại đi. Anh nhìn này, thấy không? Để em thấy vô lại nha. Thôi, chơi luôn đi. Ok.